Xin chào mọi người nhé. Thì hôm nay mình tiện là mình đang setup và chuyển giao những cái thiết bị cho phòng khám trị liệu tại thành phố Hồ Chí Minh, thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người cái sản phẩm này rất là nhỏ gọn này. Đây là cái máy giáp hơi cũng như là cái máy RF hai mọi người nhé, đánh gió này. Thì đây với dòng máy này thì mọi người sẽ rất là dễ sử dụng thôi. Bật lên cho mình này. Cái máy này ấy, thì mọi người có thể dùng trong những cái phòng khám hoặc là có thể dùng cho tại gia đình này. Bởi vì sao? Khi mà mọi người giáp hơi nó ra những cái hơi này, mình sẽ hút cho mọi người xem. Đây vùng mặt cũng như vùng vùng body nhé. Mình sẽ làm hai cái để xem cho mọi người xem là nó mạnh thực cỡ nào nhé. Đây, mọi người xem này. Đồng thời nó sẽ sinh ra nhiệt, nó làm cho mình giãn lở lỗ chân lông ra. Đó, mọi người thấy không? Mình hút rất là mạnh. Giật không ra nhé. Đó, mọi người thấy chưa? Nó hút, nó sử dụng cái lực hút cực kỳ là mạnh, máy bơm cực kỳ mạnh luôn. Đó, để mọi người hút này. Hút giáp hơi như vậy cực kỳ là khỏe và thải độc tố cũng như là giúp cho máu huyết lưu thông được tốt hơn. Đấy, rất là tốt cho sức khỏe. Cái sản phẩm này mà mọi người tặng cho người thân gia đình của mình thì quá là tuyệt vời. Cái lực hút thì khỏi cần bàn, hút còn mạnh hơn cả những cái hút ở bên ngoài truyền thống của mình này. Đấy, mọi người thấy này. Đấy, mình đã ra bao nhiêu là gió này trong người này, nó làm cho cái sức khỏe của mình được cải thiện hơn. Đấy, đây còn cái đầu này thì mọi người có thể đi để đánh gió ấy, cũng như là làm cho cái nó sẽ có những cái dòng điện vi điểm, nó sẽ làm cho máu huyết của mình được lưu thông, nó tránh trường hợp là bị gọi là đột quỵ này, cũng như nhồi máu cơ tim. Thì đấy, mọi người làm những cái sản phẩm mặc dù nhỏ gọn này thôi cũng rất là bình dân thôi, nhưng mà có thể rất là tốt cho sức khỏe của mọi người. Thì mọi người có nhu cầu muốn mua dòng máy này thì có thể là inbox cho mình qua Zalo là 0865 446043, hoặc là nhắn tin qua Facebook của mình là Thiết bị Thẩm mỹ Trường Tiến. Xin chào mọi người.